Chào mừng đại gia đình mua nhà đã quay trở lại với kênh YouTube Nhà đất Ba Hưng bán nhà Gò Vấp, Tân Bình và quận 12. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một siêu biệt thự thang máy được thiết kế một trệt một lửng, 4 lầu. Căn nhà này có tới 6 phòng ngủ, 8 nhà vệ sinh và có thang máy 630 kg, thang máy nhập khẩu Luxury. Đây là một căn nhà mặt tiền đường số của trục đường Quang Trung, phường 10, nằm sát bên với ngã năm trồng chó nha anh chị. Một căn nhà mặt tiền thang máy kinh doanh buôn bán mọi lĩnh vực, có thể làm khách sạn hoặc là làm buôn bán spa, mỹ phẩm online, rất là hợp lý luôn. Ngang 5m2 và sâu tới 16m nha anh chị, xây dựng hết đất luôn. Có ban công ra nữa, rất rộng và cực kỳ thoáng mát nha. Đây là một căn nhà thang máy mặt tiền, phải nói là rất xuất sắc, rất là đẳng cấp, tại trục đường Quang Trung, phường 10, sát ngã năm trùng chó nha. Mặt tiền làm theo kiểu nhà phố Tân cổ điển, được sơn cột giả đá và trang trí đèn led rất nhiều, đắp chỉ cực đẹp luôn. Ngang 5m2, cực kỳ rộng và thoáng nha quý vị. Con đường trước nhà rộng 15m, đường thông buôn bán và con đường số song song với trục đường chính Quang Trung nha. Một con đường rất rộng, rất là thoáng, VIP nha mọi người. Đường mới trải nhựa cực đẹp luôn và cực kỳ đông vui. Chúng ta có thể buôn bán làm văn phòng công ty hoặc cũng có thể bán đầy đủ mọi lĩnh vực luôn. Con đường rộng và rất là thoáng nha quý vị. Với mặt tiền chính Tân cổ điển, rất đẹp, rất đẳng cấp luôn. Và xây dựng hết đất, sẽ có khoảng vỉa hè khoảng tầm 3m cho chúng ta đậu xe hơi, đậu xe máy phía ngoài này. Phía trong thì được ốp đá hoa cương, ngang 5m2, phải nói là rất rộng, rất thoáng nha quý vị, xây dựng hết đất luôn. Phía trong đây là khu vực gara đậu ô tô. Nhà này thì chúng ta có thể đậu xe hơi trước nhà, không cần đậu xe vào trong nhà đâu. Có thể làm khách sạn hoặc là chúng ta buôn bán mỹ phẩm online, làm spa. Một căn nhà rất tuyệt vời, ngang 5m2, phải nói là rất rộng, rất là đặc cấp nha. Tặng full nội thất trong nhà phải tới tầm 600 triệu đồng. Có sofa, kệ tivi, bàn ăn. Trên thì có giường, tủ quần áo. Nhà rất đẹp nha quý vị. Với trần bố trí thạch cao, sơn nhũ vàng và đèn chùm, rất đẳng cấp nha. Anh chị cô chú nào đang quan tâm thì hãy gọi ngay về tới nhà đất Ba Hưng nha. Căn nhà này thì hướng chính là hướng đông bắc, phù hợp với những anh chị nào theo phong thủy là Tây Tứ Trạch. Và nó là căn nhà mặt tiền đường số song song với trục đường Quang Trung thuộc phường 10, sát bên ngã năm trùng chó của quận Gò Vấp nha. Đây chúng ta có bộ tủ rượu này, cầu thang bộ nằm ở phía ngoài của cầu thang máy, được ốp đá hoa cương với tay vịn của cam xe và lan can bằng sắt đặc CNC. Nhà mình thì có thang máy nhập khẩu Luxury, thang máy 630 kg, đi được phải tầm 8 người đi. Phía trong là không gian phòng bếp nha quý vị. Phòng bếp ở đây thì được chủ nhà ốp gạch cao hết tường. Và chúng ta được làm thiết kế bộ tủ bếp toàn bộ là gỗ an cường, có ngăn để tủ lạnh này. Căn nhà này thì xây tới một trệt một lửng 4 lầu, có tới 6 cái phòng ngủ và 8 nhà vệ sinh. Rất là nhiều phòng nha anh chị. Giếng trời sau rất rộng này, phải đến tầm 3-4 mét vuông đường sau để làm giếng trời, cực thoáng luôn. Toilet phía trong cùng cũng rộng rãi nha. Có tới 8 cái nhà vệ sinh. Quý anh chị nào đang xem thì chúng ta hãy nhớ đăng ký kênh và nhớ like video để được xem những mẫu nhà đẹp, những căn nhà thiết kế đẳng cấp nhất tại quận Gò Vấp và thành phố Hồ Chí Minh. Và cùng em di chuyển lên trên tầng lửng nha. Đi cầu thang bộ nhịp thấp rất là dễ đi nha quý vị. Trên này thì có sảnh chờ ở giữa. Tầng lửng thì chủ nhà bố trí máy lạnh và cửa kính để cho nhà mình làm phòng karaoke luôn. Khu vực ở đây có toilet nha, tầng lửng có toilet luôn nha quý vị. Và có gắn được ống máy lạnh sẵn, chúng ta có thể làm phòng ngủ cho người già được. Phòng rất rộng, rất thoáng vì căn nhà tới 5m2.
sâu 16 mét. Xây dựng hết đất luôn. Rất tuyệt vời. Giá thì chỉ được giao bán là 17 tỷ 200 triệu đồng thôi. Giá vẫn còn thương lượng nha. Và anh chị nào quan tâm thì hãy gọi ngay về tới nhà đất Bá Hưng theo hai số đang hiển thị ngay trên màn hình. Rất đẹp, rất là đẳng cấp nha quý vị. Một siêu biệt thự mặt tiền thang máy tại trục đường Quang Trung, phường 10, Gò Vấp. Và chúng ta cùng em di chuyển vào thang máy để tiến lên khu vực lầu 2, khu vực phòng ngủ nha. Nhà này thì có dưới 6 phòng ngủ, 4 phòng ở lầu 1, lầu 2 thì được chủ nhà bố trí nội thất. Và trên thì phòng bỏ trống. Thang máy Luxury, thang máy nhập khẩu này, 630kg và có thể đi được 8 người đi nha. Thang máy đi rất là êm và rộng. Trên này thì chủ nhà có tặng nội thất, được ốp sàn gạch 80 hết. Có giường, tủ quần áo, kệ tivi, bàn trang điểm đầy đủ. Phòng rất rộng nha quý vị. Chưa có máy lạnh. Quý chị cô chú nào quan tâm thì hãy gọi ngay về tới bên em. Ban công đúc 1m2 và cửa nhôm Sifa. Nhà phải nói là thiết kế và trang trí rất đẳng cấp theo mẫu nhà tân cổ điển mới nhất năm 2022. Đây, một căn nhà đẹp đón Tết với mẫu nhà này thì phải nói là rất tuyệt vời. Khu vực toilet có bồn cầu khối này, có vách tắm kính và vòi tắm sen thuyền đầy đủ hết nha. Có sảnh rửa, sảnh chờ để cho chúng ta ngồi vui chơi ngoài này. Và phòng ngủ phía sau thì cũng được trang trí đầy đủ nội thất luôn. Phòng rất rộng, rất thoáng nha. Ở khu vực này là trung tâm quận Gò Vấp rồi, nằm sát bên với sân bay Tân Sơn Nhất. Chúng ta di chuyển về ngã năm Chuồng Chó thì khoảng tầm phòng ngủ rất rộng, rất thoáng nha quý chị. Đây là một căn biệt thự thang máy còn sót lại tại trục đường Quang Trung, phường 10, quận Gò Vấp. Và quý anh chị cô chú nào đang xem thì chúng ta hãy gọi ngay về tới nhà đất Bá Hưng để được sở hữu siêu biệt thự thang máy mặt tiền buôn bán này nha. Chúng ta cùng em di chuyển vào thang máy để di chuyển lên lầu 3. Lầu 3 thì chúng ta cũng được làm giống lầu 2. Đây, chúng ta cùng xem nha. Và lầu 4 thì hai phòng trên thì không có nội thất. Thang máy thì chạy êm ru luôn. Thang máy chạy rất là êm nha anh chị. Đấy, lên vù vù vì thang máy nhập khẩu mà. Thì cũng được chủ nhà trang trí đầy đủ giường, tủ, rèm và kệ tivi, bàn trang điểm. Giường 2m nha quý vị, giường rất rộng, rất to luôn. Nhà thì thiết kế phải nói là rất đẹp, rất đẳng cấp rồi. Chỉ chờ quý anh chị đến mua và tận hưởng thôi. Lên trên lầu 3 thì phòng ngủ số 5 và số 6 thì không có nội thất nha quý vị. Đây, phòng rất rộng, rất lớn nha. Chúng ta đi thang bộ lên luôn. Đi thang bộ cho nó khỏe chân nha. Em thì đi thang bộ thì nhanh rồi. Anh chị cô chú thì chúng ta đi thang máy cho nó sướng chân. Đấy, và lên trên này thì không có nội thất. Phòng trống và phòng cực kỳ rộng. Nhà ngang tới 5m2 mà. Anh chị nào xem thì ủng hộ em một lượt like, chia sẻ video, đăng ký kênh. Tiến lên trên, phòng thờ, phòng giặt, sân thượng trước sau. Nhà thì đã hoàn công đầy đủ hết giấy tờ rồi. Sân thượng trước này được chủ nhà trồng cây và làm khung sắt rất đẹp. Phía sau này là khu vực phòng điều dưỡng thang máy và sân thượng sau giặt và phơi đồ. Rất rộng nha. Và video của em đến đây là kết thúc rồi. Anh chị khách hàng xem thì hãy nhớ đăng ký kênh và bấm chuông. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.